à về danh hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện anh tải ngay về danh chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học tự nhiên và xã hội lớp 3 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu chủ đề năm con người và sức khỏe bài 21 chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn. Rồi chúng ta sẽ cùng với cô đi vào hoạt động đầu tiên nào? Hoạt động khởi động. À, trong phần hoạt động khởi động thì cô có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn như sau: em đã bao giờ bị tức ngực chưa? Tim đập nhanh chưa? Và em bị như vậy khi nào? Nào chúng mình hãy cùng suy nghĩ và trả lời cho cô xem là các con đã bao giờ bị tức ngực hay là bị tim đập nhanh chưa? và chúng mình bị như vậy khi nào à chắc chắn là rồi đúng không nào chắc chắn là các bạn đã từng bị tức ngực vì khi đi ngủ các con nằm úp người xuống giường thì chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng tức ngực đúng không ạ còn tim đập nhanh thì khi nào nhỉ à khi mà chúng mình chạy nhanh này hoặc là vận động nhanh này thì tim của chúng ta sẽ đập nhanh đúng chưa ạ rồi vậy làm thế nào để chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn một cách tốt nhất thì chúng ta sẽ cùng với cô đi vào hoạt động tiếp theo, hoạt động khám phá. Câu hỏi số 1. Quan sát hình 1 và cho cô biết tên một số thức ăn, đồ uống có lợi hoặc không có lợi cho cơ quan tuần hoàn. Ở đây cô có các loại thức ăn như là rượu này, dầu ăn, muối, bia, củ cà rốt, lạc, dưa hấu, thịt, nước lọc, cam, đường, rau cải bắp này, đậu, cơm trắng, nước ngọt, khoai tây chiên, trứng hay là sữa, hay là gà, rất là nhiều, đúng không nào? Vậy thì theo chúng mình, những thức ăn và đồ uống nào có lợi cho cơ quan tuần hoàn nhỉ? Nào những thức ăn hay đồ uống nào có lợi cho cơ quan tuần hoàn đấy ạ à những thức ăn đồ uống mà có lợi cho cơ quan tuần hoàn như là dầu ăn này gì nữa ạ lạc cà rốt dưa hấu thịt bò bông cải trắng rau bắp cải sữa đậu hà lan trứng cá nước lọc và cam hay là phô mai, vân vân. Còn những thức ăn mà không có lợi cho cơ quan tuần hoàn, đó chính là rượu này, bia, nước ngọt, khoai tây chiên, gà quay và đường, vân vân, rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi câu hỏi số 2, các con hãy kể thêm cho cô một số thức ăn đồ uống mà có lợi và không có lợi cho cơ quan tuần hoàn. Về phần có lợi trước nào. Có lợi thì các con có thể kể đến những loại như là hoa quả, ví dụ như quả táo này, hành tây, tỏi, quế, củ cải, rau xanh, nghệ, cam, quýt, bưởi, cà chua, gừng, dâu, vân vân, rất là nhiều. Còn những thức ăn đồ uống không có lợi cho cơ quan tuần hoàn, đó là rượu này, bia, nước ngọt, đồ chiên rán hay là những đồ ăn nhanh, đúng không ạ? Những đồ chiên rán hay những đồ ăn nhanh như là gà rán này, à, khoai tây chiên này, xúc xích này thì Các bạn nhỏ thường rất thích ăn, mình vẫn có thể được ăn nhưng chúng ta sẽ hạn chế ăn thôi nhé Được không ạ? Rồi câu hỏi số 3 Quan sát các hình dưới đây và trả lời cho cô câu hỏi Việc nào cần làm, việc nào cần tránh để bảo vệ cơ quan tuần hoàn Ở đây cô có tất cả là 7 bức hình Bức hình số 2 nào. Bức hình số 2 các con thấy là gì đấy ạ? À các bạn đang tập thể dục này, như đi xe đạp này, hay là nhảy dây này, đá cầu. Đúng không nào? Bức hình số 3 các bạn đang à, đá bóng. Bức hình số 4 thì các bạn đang tưới cây, tưới hoa này. Bức hình số 5. Đôi giày này quá chật rồi bạn à. Chật nhưng mình thích nó nên cố đi. Tức là bạn nam đang đi một đôi giày rất là chật rồi nhưng bạn vẫn cố đi. Đúng với hình số 6 nào. Mình bị viêm họng rồi. Bạn cần đi khám bác sĩ. Mình tìm hiểu được là viêm họng lâu có thể dẫn đến bệnh thấp tim đấy. Bức hình số 7 nào. À, bức hình số 7 thì con thấy là bạn nam đang chạy rất là mệt rồi. Đúng không ạ? Bạn rất là mệt nhưng bạn vẫn cố chạy. như Vậy là không nên nhé. Bức hình số 8 nào. Con thêm chút nước mắm nữa nhé. À bạn ăn mặn có tốt không ạ? Ăn mặn thì không tốt nhé. Rồi vậy thông qua 7 bức hình vừa rồi. Chúng ta hãy xem cho cô xem là những việc nào cần làm để bảo vệ cơ quan tuần hoàn nhỉ? À những việc cần làm để bảo vệ cơ quan tuần hoàn cô có đó chính là trong bức hình số 2 này. Tập thể dục và vận động thường xuyên. Đá bóng ở trong bức hình số 3. Luôn vui vẻ như bức hình số 4, đi khám bác sĩ thường xuyên như bức hình số 6. Còn những việc cần tránh để bảo vệ cơ quan tuần hoàn, đó là đi giày quá chật như bức hình số 5, vận động khi mệt như bức hình số 7 và ăn mặn như bức hình số 8. Những việc này chúng mình không nên, không nên làm, đúng không ạ? Rồi các con sẽ cùng với cô chuyển sang câu hỏi số 4 nào. Hãy kể tên cho cô một số việc cần làm và việc cần tránh để bảo vệ cơ quan tuần hoàn. Ở đây cô sẽ lấy ví dụ những việc cần làm để bảo vệ cơ quan tuần hoàn như là chơi thể thao sức này, tắm gội thường xuyên, ăn uống đúng cách, sống vui vẻ. còn những việc cần tránh để bảo vệ cơ quan tuần hoàn đó là vận động quá sức, ngồi lâu, thức khuya, luôn lo lắng hoặc là căng thẳng. Rồi bây giờ các bạn sẽ cùng với cô chuyển sang hoạt động thực hành. Câu hỏi số 1: Cùng thảo luận về những việc cần làm, cần tránh để chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn theo gợi ý sau. Việc cần làm cô lấy ví dụ là tập thể dục, còn việc cần tránh sẽ là đi giày dép quá chật. Ngoài ra còn những việc gì nữa nhỉ? À, việc cần làm đó là tắm bội thường xuyên và chơi thể thao đều đặn. Còn việc cần tránh ở đây sẽ là ngồi lâu và sử dụng các chất kích thích. Ở câu số 2 chúng mình hãy chia sẻ cho cô với các bạn lý do vì sao chúng ta cần làm hay là cần tránh những việc mà các con vừa kể nào. Với việc tắm gội thường xuyên thì sao đây ạ? Mình nên tắm gội thường xuyên để giải tỏa căng thẳng này, lo âu, bực bội. Tắm gội thường xuyên giúp thư giãn và giúp máu tuần hoàn tốt hơn giảm trầm cảm và các vấn đề về giấc ngủ. Còn nên chơi thể thao thường xuyên bởi vì có thể làm tăng tính đàn hồi của máu, mạch máu sẽ co giãn tốt hơn. Còn không nên ngồi lâu bởi vì sao đây ạ? Ngồi lâu thì cơ bắp đốt cháy ít chất béo và máu tuần hoàn chậm hơn, điều này sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim như là tắc nghẽn tim này và có thể dẫn đến đột quỵ, đúng không nào? Mình ghi nhớ cho cô nhé. Rồi câu hỏi số 3 nào. Những việc em đã làm ở nhà, ở trường để chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn là gì? Hãy nêu cho cô những việc mà con đã làm ở nhà, ở trường để chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn. À các con sẽ tập thể dục thường xuyên này. Chơi thể thao đều đặn, tắm gội thường xuyên, luôn vui vẻ lạc quan và ăn nhiều thực phẩm tốt cho tim mạch. Các con có biết rằng bệnh thấp tim là bệnh dễ bị mắc ở lứa tuổi học sinh tiểu học. Bệnh có thể dẫn đến hở van tim, viêm cơ tim, suy tim và có thể gây tử vong nữa. Vậy nên chúng ta à nhớ chú ý chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn của mình nhé. Rồi, các con sẽ cùng với cô chuyển sang hoạt động cuối cùng. Hoạt động vận dụng. Câu số 1. Cùng các bạn thảo luận và cho cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta vận động quá sức hoặc là ăn quá nhiều muối, đồ chiên rán. Nào, vì sao lại không nên ăn nhiều đồ chiên rán? Bởi vì sao đây ạ? À vì dễ gây bệnh béo phì này, ảnh hưởng đến tim mạch này, đúng không nhỉ? Còn vì sao chúng mình không nên vận động quá sức nhỉ? Nếu như các con vận động quá sức thì sẽ dẫn đến nhịp tim bất thường, gia tăng nguy cơ đột quỵ do trụy tim, đúng không nào? Còn ăn quá nhiều muối hay là đồ chiên rán thì sẽ khiến chúng mình phải uống nhiều nước, làm tăng khối lượng máu tuần hoàn và khiến tim làm việc nhiều hơn. Tình trạng này kéo dài thì sẽ làm tâm thất trái to lên, dẫn đến hiện tượng suy tim. Ngoài ra, nếu như các con ăn quá nhiều muối còn dẫn đến tăng huyết áp và có nguy cơ đột quỵ. Vậy nên chúng mình không nên ăn quá mặn và cũng không nên ăn quá nhiều đồ chiên rán nhé. Rồi câu hỏi số 2 nào. Hãy chia sẻ với những người thân những việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn à các con sẽ có là ăn uống đầy đủ này nghỉ ngơi hợp lý vận động và chơi thể thao vừa sức tắm gội thường xuyên không sử dụng các chất kích thích không lo lắng căng thẳng hay là bực bội được không nào chúng ta hãy chia sẻ với những người thân trong gia đình của mình này và những bạn trong lớp này những việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn của mình một cách tốt hơn được không ạ và cuối cùng cô muốn nhắc chúng ta rằng để chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn thì chúng mình cần phải ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, sử dụng các thức ăn đồ uống có lợi, học tập, vận động và vui chơi vừa sức, không được sử dụng các chất kích thích như rượu, bia và thuốc lá đâu nhé. Được không nào? Rồi như vậy bài học của chúng mình kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Quả học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của Việt sách